Chiếc nồi bằng vàng. Đây là một câu chuyện có thật về cha con Tào Ngũ Tập, tri phủ huyện Mông Hóa ở Vân Nam Trung Quốc, thời nhà Thanh, năm Càn Long thứ 21. Ê, Hoa lão gia. Chào bác. Cậu là? Cháu là Tào Mỗ, là con của tri phủ Tào Ngũ Tập đây ạ. Chà, có mấy năm không gặp mà cháu đã lớn như vậy rồi sao? Mà cha cháu đâu? Dạ, cha cháu có việc phải lên kinh thành, chắc phải 10 hôm nữa mới về được ạ. 10 hôm nữa cơ à? Thế thì lâu quá. Bác có việc gì gấp cần gặp cha cháu ạ? Đúng là ta có việc muốn nhờ cha cháu. Ta muốn ông ấy bán giúp ta mấy bức tranh này. Bán tranh ư? Ừ, đúng vậy. Ở Vô Tích đang xảy ra dịch bệnh lớn, ta có vài bức tranh cổ muốn mang đi bán để lấy tiền lo mai táng cho những người bệnh qua đời. Ngặt nỗi ở đây ta không quen biết ai nên mới nhờ cha cậu bán hộ cho được giá, mà ông ấy lại đi lâu thế thì tưởng chuyện gì, chuyện đó cháu cũng làm được. Ở vùng này có ai không biết cháu là con trai của tri phủ đâu. Bác cứ yên tâm giao nó cho cháu ạ. Vậy thì tốt quá rồi, cậu giúp tôi nha. Sao cơ? 800 lượng bạc ư? Những bức tranh cổ này cũng quý thật, với số tiền được đem đi làm từ thiện nên tôi cũng trả giá cao hơn một chút. Cảm ơn ông chủ Hà rất nhiều ạ. Vài tháng sau. Con trai của tôi sao rồi thưa đại phu? Mạch tượng đập rất yếu, có lẽ cậu nhà sẽ không qua khỏi trong đêm nay. Sao cơ? Nói vậy nghĩa là con trai tôi sẽ chết ư? Rất tiếc là như vậy, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Kìa, đại phu! Khải ơi, con nghe thấy cha nói gì không? Cha, cứu con! Con yên tâm, cha sẽ mời thái y ở kinh thành đến chữa bệnh cho con. Con nhất định sẽ khỏe lại thôi. Con... Không! Con tôi! Ta cả đời làm quan thanh liêm mẫu mực, chưa bao giờ bọn rút bớt xén của dân lấy một đồng. Tại sao lại phải chịu cảnh lá vàng tiễn lá xanh đi thế này chứ? Trời ơi, ông không có mắt sao? Đại nhân, người dầm mưa thế coi chừng cảm lạnh đấy ạ. Ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi một mình. Người hãy ra ngoài đi. Ta đang ở đâu thế này? Tào Ngũ Tập. Kính chào Phan Quang ạ. Ngươi nhận ra ta sao? Ngươi có biết tại sao ta đến đây gặp ngươi không? Tôi không biết ạ. Ngươi đang bất mãn vì trên dương gian ngươi là một vị quan tốt, chưa làm điều ác bao giờ, mà lại chịu cảnh con trai chết trước, không có người nói giỏi, đúng vậy không? Quả đúng là như vậy ạ. Nếu Phan Quang đã hiểu lòng tôi thì xin người hãy khai sáng để tôi chết được nhắm mắt ạ. Người đúng là một vị quan tốt, nhưng con trai ngươi thì không. Con trai tôi ư? Nó đã làm gì sai ạ? Cách đây vài tháng, Hoa Mổ có đến tìm ngươi để nhờ bán hộ số tranh cổ để đem đi từ thiện, nhưng ngươi không có nhà.
gì cục chân. Nhanh nào Susan, bám sát theo mẹ nha. Xin chị mua giúp tôi, chỉ có 10 đô một cái thôi ạ. Không, xin lỗi, tôi đã nói là tôi không có nhu cầu mà. Lại là cô hả? Ai cho vào đây bán hàng? Lão cảnh sát chết tiệt, lão ta cứ suốt ngày quanh quẩn trong nhà ga thế nhỉ? Cô Geda, tôi đã nhắc nhở cô là không được bán hàng ở đây rồi mà. Cô hãy mau đi đi, nếu không tôi tịch thu hết hàng của cô đấy. Nếu không phải một năm trước ông bắt chồng tôi vào tù, thì mẹ con của tôi đâu phải vất vưởng kiếm sống thế này đâu. Ông định tuyệt đường sống của mẹ con tôi hả? Nếu chồng cô không đánh bạc thì anh ta có bị bắt không? Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình mà thôi. Còn bây giờ mời cô ra khỏi nhà ga, ở đây cấm bán hàng. Quỷ tha ma bắt ông đi. Trời ơi, Susan, con gái của tôi đâu rồi? Susan, con ở đâu? Susan! Susan à, thì ra con ở đây hả? Mẹ đi tìm con hết hơi à, đi về thôi. Mẹ ơi, mẹ mua cho con chú lính chì cục chân trong cửa hàng đồ chơi kia đi. Chúng ta còn chả đủ tiền để ăn mà, lấy đâu ra tiền mua đồ chơi chứ? Lính chì cái gì, về ngay. Còn ai phù hợp hơn mẹ con nhà cô ta cơ chứ? Nếu cô ta làm cho mình, đảm bảo sẽ qua mặt được cảnh sát. Lão cảnh sát già chết tiệt, lại quanh quẩn ở đây nữa rồi. Hả? Trời ơi, Harry, anh ở đâu chui ra vậy? Làm tôi giật mình à, cứ tưởng lão Dublin. Cô lại bị lão ta đuổi à? Sao phải khổ sở thế? Giờ cô chỉ cần chuyển gói hàng này đúng địa chỉ yêu cầu của tôi, cô sẽ có tiền. Hàng gì? Hàng cấm phải không? Cô không cần quan tâm chuyện đấy. Quan trọng là cô sẽ có 1.000 đô sau chuyến hàng này. Nếu làm tốt, sau này sẽ có việc liên tục cho cô. Lão cảnh sát Dublin đó lúc nào cũng để ý tới tôi. Tôi chưa muốn vào nhà đá đâu. Cô còn có một đứa con gái nhỏ mà, sẽ không ai nghi ngờ gì con bé đâu. Không bao giờ, anh tìm nhầm người rồi. Nói giả hỏng ra, còn thanh cao nổi gì. Rồi cô sẽ phải nghĩ lại thôi. Hai người đi ra khỏi nhà tôi. Tiền nhà 3 tháng rồi chưa trả, định khất tới bao giờ đó hả? Xin chị cho tôi thêm vài ngày nữa đi, mẹ con tôi sẽ trả đủ cho chị mà. Tôi đã quá nhân nhượng với mẹ con của cô rồi, không thêm một ngày nào nữa hết á. Đi đi, tôi không thể chứa chấp thành phần chày bữa như cô nữa. Mất tội 3 tháng tiền nhà của tôi rồi. Mẹ ơi, giờ mẹ con mình đi đâu hả mẹ? Để mẹ nghĩ cách. Xin lỗi Susan, mẹ đã để con phải chịu khổ rồi. Chìa khóa phòng trọ của tôi đây, nó cũng khá tươm tất. Cô không thể để con bé không có chỗ ở được. Lại là anh à? Người đà à, nhìn con bé đi, nó không thể sống phất vưởng theo cô trên vỉa hè nhà ga thế này được. Bỏ cái thứ đạo đức rỡm đi, làm theo những gì tôi bảo, mẹ con cô sẽ được đầy đủ. Tôi... Đừng lo, nhà ga này chỉ có lão Dublin là hay lượn qua thôi. Lên tàu điện ngầm thẳng một mạch là tới Camilla. Con bé sẽ là một vỏ bọc cực kỳ an toàn. Geda, mày đừng sợ, sẽ không ai kiểm tra con bé đâu. Cháu chào ông. Chào hai mẹ con. Susan hôm nay cháu có áo xinh quá. Tàu đã về rồi, phải nhanh chân lên. Lão Dublin cứ đi lại suốt, có vẻ lão nghi ngờ rồi. Susan đâu? Susan, con đâu rồi? Susan! Cô Geda, có phải cô đang tìm con bé Susan không? Hình như ông Dublin thấy nó đi lạc nên đưa con bé về nhà trọ của cô rồi. Cô thử về nhà thử xem sao. Trời ơi, lại là lão già ấy. Liệu lão ta có phát hiện ra không?
gói hàng trong túi áo của Susan. Phen này thì lão sẽ cho mình đi tù mọt gông. Trời ơi, Susan, cháu có biết vì sao chú lính chị được mọi người yêu quý không? Dạ, vì chú ấy dũng cảm ạ. Mẹ ơi, con bị lạc. Ông Đôi Linh đã đưa con về nhà. Ông cần kể cho con nghe câu chuyện về chú lính chị nè mẹ. Susan, mẹ cháu về rồi. Ông phải đi làm tiếp đây. Ông nhìn thấy hình như túi áo khoác của cháu có gì đó hơi nặng. Cháu thử cho tay vào xem có gì nào. Không đâu, Susan à, chiếc áo khoác đó bẩn rồi con. Con cởi ra đưa mẹ để mẹ đi giặt là được rồi. Cô Gida, hãy để ông cháu tôi chơi nốt trò chơi. Trời ơi, lão già đã biết trong áo có hàng cấm rồi á. Ông Dolin à, chuyện này... Một chú lính chì cục chân, món đồ chơi mà cháu thích nè. Ông Dolin, tại sao nó lại ở trong túi áo của cháu vậy? Là một chú lính chì à? Ông nghĩ rằng một vị thần nào đó đã biết được ước nguyện của cháu nên đã đặt nó vào trong túi áo của cháu đấy. Tuyệt quá, cháu sẽ mang khoe với David, chắc chắn bạn ấy sẽ rất vui cho mà xem. Cô tìm cái này phải không? Tôi Gida, con gái của cô còn nhỏ, nó cần một người mẹ tốt để phát triển nhân cách. Đừng vì hoàn cảnh mà đánh mất mình. Tôi quá khó khăn cho nên... Chú lính chị, dù mất một chân nhưng vẫn luôn dũng cảm. Tôi tin cô sẽ vượt qua được khó khăn để đối mặt với cuộc sống mà không thỏa hiệp với cái xấu. Tôi bỏ qua lần này vì Susan, con bé không thể bơ vơ và sẽ coi đây là bí mật giữa chúng ta. Bởi tôi tin cô sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nữa. Ông... Không cần phải cảm ơn tôi. Cô sẽ giúp tôi một việc là hợp tác bắt nhóm tội phạm này chứ? Dạ vâng, tôi sẵn lòng ạ. Tốt lắm. Giờ thì việc trước mắt là tới gặp ông Mathon, giám đốc nhà ga. Tôi đã xin cho cô làm nhân viên dọn vệ sinh trong nhà ga rồi. Thật ư? Tôi sẽ có việc làm có phải không ạ? Tại sao tôi luôn ghét ông mà ông vẫn giúp đỡ tôi như vậy? Đó là công việc tôi phải làm, là bảo vệ sự bình yên cho mọi người, kể cả cô và bé Susan. Mà cô còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị nhận việc đi chứ. Dạ vâng ạ. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ, Cyberkin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cyberkin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Y học không bằng trân trọng. Nhanh lên, bệnh nhân này đang vô cùng nguy kịch. Bác sĩ ơi, tình hình của vợ tôi thế nào rồi? Ca phẫu thuật thành công chưa bác sĩ? Hiện giờ ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chúng ta vẫn phải chờ xem tình hình hồi phục của bệnh nhân thế nào đã. Hóa ra là Đạt, cái cậu người yêu cũ của vợ mình. Mình nghe nói Linh được gả vào một gia đình danh giá. Chồng và gia đình nhà chồng có vẻ cũng là một người biết quý trọng, yêu thương cô ấy. Nhưng tại sao Linh lại phải tự tử để ra nông nỗi này chứ? Linh, tay em vừa có phản ứng phải không? Em hãy tỉnh lại đi, Linh! Anh làm cái trò gì vậy? Buông tay vợ tôi ra! Không, anh hiểu lầm rồi. Tôi thấy cô ấy có phản ứng tay. Tôi bận rỡ quá. Xin anh đừng hiểu lầm. Ai biết thế nào chứ? Gặp lại người yêu cũ, có cơ hội gần gũi, có khi anh lại thích quá ấy chứ. Tôi chỉ đang cố gắng chữa trị cho cô ấy như đúng phận sự của mình mà thôi. Nè, anh đừng có tin tưởng nha. Nếu không phải anh làm ăn tắc trách, trình độ chuyên môn non kém, thì liệu vợ tôi có trở nên như thế này không? Phẫu thuật xong thì các anh bảo là thành công. Giờ thì anh hãy rời khỏi đây ngay. Tôi đã gửi kết quả khám chữa bệnh của vợ tôi cho một chuyên gia đầu ngành rồi. Ngay sau khi có kết quả hội chẩn từ ông ấy, tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Giờ thì anh chẳng có tư cách gì để ở đây nữa đâu. Anh cứ làm những điều mà anh muốn đi. Còn điều tôi quan tâm duy nhất là bệnh nhân có chữa được hay không mà thôi. Có phải vợ tôi chưa tỉnh lại là do trong quá trình phẫu thuật xảy ra sai sót gì không? Ồ không, tôi nghĩ vị bác sĩ phẫu thuật của bệnh nhân này rất lành nghề đấy.
vết thương đã được xử lý rất tốt, làm giảm khả năng viêm nhiễm cũng như biến chứng. Nhưng tôi phát hiện ra vấn đề nằm ở tình trạng của bệnh nhân trước khi nhập viện. Người nhà bệnh nhân kể rằng có lần còn gặp cô ấy nói chuyện một mình, giận dữ vô cớ với con và thường lơ là việc chăm sóc con, biểu hiện thật sự rất khác thường. Theo tôi thì đó có thể là những triệu chứng của... Là trầm cảm sau sinh. Tôi hiểu rồi. Có phải ý bác sĩ là chứng trầm cảm sau sinh đang cản trở tâm lý, khiến bệnh nhân không muốn tỉnh lại không? Ừ, đúng vậy. Có thể hiện tại ý thức của cô ấy đang không muốn cô ấy tỉnh lại. Sao giờ con bé lại sinh ra trầm với chả là cảm? Vớ vẩn. Hay là do con hả Tuấn? Vợ yêu, vợ của anh đâu rồi? Nào, nín đi con, mẹ thương. Cạn ly nào anh em. 1, 2, 3, cạn ly. Mẹ thật là quá đáng. Sao lại kể chuyện vợ chồng mình trước mặt người yêu cũ của Linh thế này chứ? Tức thật, nhưng mà mẹ không thể đổ hết lỗi cho con được. Vậy thì còn mẹ thì sao? Con dâu của bà đúng là có phước lắm mới vào được nhà bà đấy. Ôi, lại chả không mà, đúng là chuột sa chỉnh gạo. Đấy bà xem, lấy về đây cái là chỉ có ăn với đẻ, có phải làm cái gì đâu. Thế mà tôi nói cho bà biết, chả làm được cái gì nên hồn cả. Có mỗi việc trong con thôi mà suốt ngày để nó khóc lóc điếc hết cả cái tai à. Cũng chỉ tại mẹ suốt ngày chì chiết cô ấy, từ chuyện lớn đến cả những chuyện nhỏ nhặt cũng không bỏ qua. Rồi suốt ngày ngồi lê đôi mắt nói xấu con dâu với hàng xóm, bao nhiêu lần cũng bắt gặp rồi. Đúng rồi đấy, cái tật chì chiết của bà đến tôi còn không chịu được nữa là. Ông thì tốt đẹp lắm hay sao mà nói. Ông thử nhớ lại trước kia đi, lúc ông biết con bé bị băng huyết nặng, dẫn đến việc phải cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng. Cái gì? Phải cắt bỏ tử cung hả? Không đời nào. Bác sĩ nói tình trạng băng huyết của cô ấy rất nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mày có biết suy nghĩ không? Con bé mới sinh cho cái nhà này một đứa cháu gái, nếu giờ cắt bỏ tử cung thì cái dòng họ này tuyệt tử à. Không được, biết đâu tình trạng không nguy hiểm như bác sĩ nói. Giờ tính mạng của Linh mới là quan trọng nhất, chuyện đó tính sao đi bố. Thôi được rồi, sau này con làm gì thì làm, miễn sao bố có cháu trai đích tôn là được. Có khi chính cái áp lực cháu trai đích tôn của ông mới là chuyện khiến con bé ra nông nỗi này đó. Ông đừng có mà đẩy tội cho tôi nha. Bà đừng có mà lắm chuyện, có mà do bà ấy. Bố mẹ thôi hết đi, mấy chuyện này hay ho lắm hay sao bà còn lôi ra đây để trách nhau chứ. Khổ thần Linh, chắc cô ấy đã cô đơn buồn tủi lắm mới đến mức trầm cảm rồi tìm đến cái chết như vậy. Những lời mọi người nói Linh có thể sẽ nghe được, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cô ấy. Xin mọi người đừng tranh cãi nữa, hãy để cô ấy được yên đi. Bố mẹ à, con sẽ chuyển Linh đến một bệnh viện tốt hơn, thậm chí là ra nước ngoài chữa trị. Y học ở nước ngoài rất phát triển, chắc chắn có thể giúp cô ấy tỉnh lại. Anh không hiểu rồi, vấn đề ở đây là anh không cần phải giải thích nhiều, tôi đã quyết vậy rồi. Tôi nghĩ có lẽ anh và hai bác đã lầm rồi. Dù y học có phát triển thế nào thì chỉ có thể cứu được những vết thương về thể xác của bệnh nhân này. Vì hiện tại thì những vết thương bên ngoài của bệnh nhân đã không còn đáng ngại, nhưng những vết thương ở trong tâm hồn bệnh nhân thì y học dù có hiện đại thế nào cũng không thể nào chữa lành được. Vậy chẳng lẽ cô ấy sẽ mãi mãi nằm đây với chứng trầm cảm này sao? Giờ gia đình cần phải trò chuyện, tâm sự, động viên để bệnh nhân vượt qua chứng trầm cảm sau sinh. Khi cảm nhận được tình cảm của các vị, chắc chắn một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh lại. Đó là cách duy nhất và cũng là cách tốt nhất để chữa lành những vết thương trong tâm hồn của cô ấy. Một thời gian sau, con người ta thường phải đến lúc đánh mất rồi mới biết trân trọng. Y học dù có thần hiệu thế nào cũng không thể sánh bằng sự trân trọng của con người với nhau. Sự trân trọng đó nếu ngay từ đầu đã có thì Linh đâu phải rơi vào hoàn cảnh này đâu. Hy vọng sự trân trọng muộn màng này vẫn đủ để mang cô ấy trở lại. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ, Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.